thực hiện số 131 trên KHUBND ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố về hưởng ứng sự kiện và phối hợp tổ chức lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023 trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Ngay từ đầu tháng 6, Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn thực phẩm thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã tổ chức đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm. Đoàn tập trung kiểm tra những mặt hàng thực phẩm như thịt, sản phẩm từ thịt, phụ gia thực phẩm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn lậu hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, hết hạn sử dụng, tiến hành lấy mẫu, test kiểm tra nhanh thực phẩm để đánh giá kết quả, kịp thời xử lý các vi phạm. Trong quá trình kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật và an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra nhằm ngăn chặn kịp thời việc sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm, đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không để xảy ra tình trạng chặt chém, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, nhất là trong thời gian diễn ra lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Từ nay đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023, trong đó chú trọng tới các cái quán mà phục vụ cho khách du lịch, chủ yếu là chấp hành tốt các quy định về an toàn phẩm, niêm yết giá đầy đủ, tránh tình trạng tăng giá trong dịp diễn ra lễ hội trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Với vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả tỉnh, với nhiều trung tâm giao dịch thương mại, cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đang ngày càng mở rộng quy mô hoạt động, thành phố Phan Rang Tháp Chàm được xem là địa bàn nhạy cảm với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Do vậy, những năm trở lại đây, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được ngành y tế thành phố chú trọng. Trong đó, hoạt động thanh kiểm tra tuyên truyền về kiến thức an toàn thực phẩm tới mọi người dân được quan tâm đúng mức. Như vậy, hầu hết các cơ sở y tế đều có ý thức trong việc chấp hành quy định của nhà nước về quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, sử dụng nguồn thực phẩm đảm bảo an toàn, có xuất xứ rõ ràng, dụng cụ chế biến và phục vụ khách được khử trùng bằng nước sôi, tạo cảm giác sạch sẽ, an tâm cho khách hàng. Tất cả là đều được sát trùng sát khuẩn hết. Nhất là vào cái mùa dịch bệnh như thế này là đùa muống mọi thứ là đều được sát trùng sát khuẩn, nên khách hàng tới đây ăn thì rất là yên tâm. Mặc dù cho đến nay trên địa bàn thành phố vẫn chưa xảy ra ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng, nhưng không có ai có thể đảm bảo rằng những loại thực phẩm không nguồn gốc xuất xứ có thể an toàn cho người tiêu dùng, chưa kể đến việc các cơ sở chế biến thực phẩm hay các điểm dịch vụ ăn uống có thể sử dụng các loại thực phẩm không nhãn mác để phục vụ cho khách hàng. Thế nên một trong những hoạt động được Ủy ban Nhân dân thành phố chú trọng đầu tiên chính là việc tổ chức tuyên truyền về kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm tới mọi người dân trên địa bàn, đồng thời tăng cường tổ chức thanh kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và tập huấn khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn. Tin tưởng rằng những hành động cụ thể của ngành chức năng sẽ mang lại những hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, an toàn vệ sinh thực phẩm hiện đang là một trong những vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Nó tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mỗi chúng ta. Do vậy, việc phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm không chỉ là sự vào cuộc của ngành chức năng mà cần có sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là người tiêu dùng.